Đây là cái dĩa thịt bò trộn với rau cà rốt Đà Lạt các bạn. Món này trưa nay gia đình mình ăn nha, cho nó mát ruột các bạn. Để gặp thử miếng nha các bạn. Tới. Tớ biết em. Lúc qua cũng được. Trời. Rồi để mình thử một miếng nha. Khá ngon các bạn. Để làm được món này thì mình cần nửa ký thịt bò tươi các bạn nha. 2 ký rau cà rốt Đà Lạt. Một ít hành tây các bạn. Lựa 3 củ nhỏ nhỏ thôi. Và một ít hành tím. Lát nữa sử dụng ướp và phi để xào cái thịt bò các bạn. Tỏi lột sẵn lát nữa mình sẽ băm ra làm nước mắm tỏi ớt và ướp vào thịt bò luôn. Chanh thì mình cần 3 quả và cuối cùng là ớt các bạn. Rau cà rốt sau khi xử lý rửa sạch sẽ chúng ta để ráo. Tiếp tục là bào cái hành tây ra các bạn, bào mỏng ra. Chia sẻ với các bạn về cái rau cà rốt thì chúng ta nên lựa những cái rau không bị héo và bị thấm gốc các bạn. Những cái gọi là thối gốc. Những cái rau đó thì cái cây rau như thế này thì ăn sẽ bị đắng các bạn nha. Mình ở Đà Lạt cho nên mình khá rành về loại rau này. Và cà chua mình sẽ lắc sắc mỏng. Món này thì chúng ta cần phải rửa và ngâm nước sơ tất cả những cái rau rồi hành và cà chua các bạn. Thịt bò sau khi sắc nhỏ ra các bạn, sắc mỏng ra thôi. Chúng ta ướp thêm chút gia vị như hành nêm, đường, dầu hào và hành tím nữa các bạn, bột ngọt nữa. Món này thì ăn cơm hoặc là uống bia uống rượu thì cũng rất là ngon các bạn. Mình sử dụng 2 quả chanh, vắt lấy nước các bạn. Còn 1 quả nữa thì lát nữa mình sẽ làm nước mắm tỏi ớt. Mình rưới đều lên trên cái rau này. Rưới đều lên, lấy bỏ hột các bạn nha. Xong lát nữa mình ăn sẽ bị đắng. Chúng ta trộn đều lên. Nước mắm tỏi ớt sau khi mình giã làm sẵn rồi các bạn. Món này làm thì rất nhanh, chỉ cần 5 phút thôi. Chúng ta sẽ có một dĩa thịt bò trộn với rau cà rốt cực ngon các bạn. Đây, mình rưới nước mắm vào trong cái rau cà rốt và hành tây và cà chua các bạn nha. Trộn đều lên cho nó thấm và chua chua ngọt ngọt thì ăn rất là ngon. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ bắt đầu phi cái hành tím này lên các bạn để xào thịt bò. Chúng ta cần cho nó vàng rất là thơm. Bây giờ tiến hành xào thôi các bạn. Thịt bò chúng ta chỉ xào chừng tái tái thôi các bạn là nó không bị dai. Chứ mình xào nó càng kỹ thì nó ăn rất là dai không ngon các bạn nha. Rất đơn giản và nhanh gọn các bạn. Buổi trưa các bạn đã chuẩn bị những gì rồi? Nếu mà thấy video hay thì các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ cho mình nhé. Rồi chúng ta nên tái thôi, ăn nó ngọt và không bị dai các bạn. Rồi
chúng ta đưa cái rau trộn vô dĩa các bạn nha, và cho cái bò xào lên phía trên rất là ngon và mùi thơm đã bốc nghi ngút rồi các bạn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái món rau cà rôn trộn với bò xào các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn.